chào bà con. Hôm nay Yến ra đây để test thử máy bơm xuồng cho bà con coi máy như thế nào. Thì máy bơm xuồng hôm nay Yến có hai loại, đó là máy bơm xuồng chạy động cơ 2 thì và máy bơm xuồng chạy bằng động cơ 4 thì. Và bây giờ Yến sẽ cùng các anh đồng nghiệp trong công ty test thử coi máy bơm xuồng hoạt động trực tiếp như thế nào cho bà con xem nha. Và trước mặt Yến đây là máy bơm thuyền Takio. Bên tay phải của Yến là máy bơm thuyền Takio 4 thì. Bên tay trái của Yến là máy bơm thuyền Takio 2 thì. Và bây giờ Yến sẽ test thử máy bơm thuyền Takio 4 thì cho bà con xem trước nha. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.